Làm tổ sư già mạnh nhất thế giới tu tiên. Tập 241, Linh Phôn Bộ nằm như phòng mô tả nhé. Cái tên này rốt cuộc là đang đánh chú ý gì vậy? Tất cả cuộc thi so tài trúc cơ, 8 người mạnh nhất đã kết thúc. 8 người mạnh nhất là Huyền Môn Thiên Tông Uông Lâm, Dương Thành, Nhất Hồng Viên, Vương Triều Đại Tần Thạch Thiếu Càn Khôn. Thiên Khôn, làm tổ sư già mạnh nhất thế giới tu tiên. Tập 241 Linh Phôn Bộ nằm giữa phòng mô tả nhé. Cái tên này rốt cuộc là đang đánh chú ý gì vậy? Tất cả cuộc so tài trúc cờ kỳ 8, người mạnh nhất đã kết thúc. 8 người mạnh nhất là Huyền Môn Thiên Tông Môn Lâm, Dương Thành, Nhật Hồng Viêm, Vương Triều Đại Tần Thạch Thiếu Cạn, Thiên Trì Tùng Đào Ngục Bình, Hoắc Già Hoắc Thầm, Bất Dùng Trác Mục Trạch là Tiêu Tự Đạo. 3 người tham chiến tất cả đều đã đến 8 vị trí đầu. Vậy mà Huyền Môn Thiền Tông lại đọc chiếm lấy 3 vị trí. Biển Bắc Phong, trúc cơ kỳ 8 người mạnh nhất là Huyền Môn Thiên Tông Uông Lâm, Dương Thành Nhất Hồng Viêm, Vương Triều Đại Tần Thạch Thiếu Càn, Tiên Trì Tông Đạo Ngọc Bình, Đạo Ngọc Đỉnh. Họ này là rất hiếm thấy. Vương Triều Đại Tần Đao Chí Cường. Việc này thú vị đây. Nghe nói trong các vị tác của Thiên Trì Tông Môn lại có một vị tác là các đức tục duyên. Tông môn này lại thu nhập phần lớn trẻ nhỏ có tiền phụ sức chúng nhập môn. Cô nhì, cô giờ nói, nhưng mà nếu như trẻ nhỏ có phụ mẫu người thân thì đâu sẽ bị tông môn này âm thầm chém tận giết tuyệt. Nếu như mình đoán không sai, vậy thì quan hệ giữa Đạo Chí Cường và Đao Ngọc Đình đó e rằng là không đơn giản. Nhưng mà hắn lại tránh được các đức tục duyên của Thiên Trì Tông. Tâm tính của người này e lại ân nhẫn, kiên nghị, e rằng sẽ không bằng lòng với hiện tại đâu. Người phụ nữ này là giống như Nhạc Hồng Viêm, đều vẫn chưa đến 20 tuổi mà đã là trúc cơ hậu kỳ rồi. Thiên phú cực cao, thắng được một đội đệ tử Nhật Nguyệt Kiếm Tông, khác tiến vào 8 người mạnh nhất, không đơn giản. Trận so tài đầu tiên, cô vòng tiếp theo Thiên Trì Tông Đao Ngọc Đình đấu với Bất Nhung Vương Đình Trác Mục là đi. Đúng là bốc thầm trắng quà là tốt nhất mà. Tàu vị, đừng có nói ta bắt nạt người đi nha. Trận số tài này ta được cược là một miếng bất cực thì hàng thiết. Người có dám cược vì ta không? Ta sợ người thua rồi ăn quỵt thôi. Người muốn tự rước lấy nhục à? Ta sẽ thành tòa cho người. Người thua rồi thì ta muốn tiết lộ tô của Bất Nhung Vương Đình của người. Người có dám cược không? Người rất tự tin sao? Nếu đến như vậy thì ta sẽ muốn lĩnh hòa ưu kính của Thiên Trì Tông ngươi. À ta Hiền Vương à, thoáng cái mà ngươi đòi ác từ đấy. Phong lẫm mang lộ của hắn cũng đã thua sạch rồi. Ta không kiên nhẫn nổi để hắn 10 năm từ từ tích lời cho ta đâu. Cực luôn. Hay cho ta Hiền Vương ngươi, kéo ta vào nằm ở trong cũng không dính đạn. Nhìn thì cao lớn thô kịch, thật ra đúng là nham hiểm đấy. Dựa vào sức mạnh cơ thể của chiến sĩ Bác Nhung, hoàn toàn sợ các ngươi. Đây không phải là thuật bận hòa phân viêm của Thiên Trì Tông sau. Đó là thuật pháp siêu mạnh mà chỉ có lậu tổ Nguyên Anh Kỳ của Thiên Trì Tông mới có thể tu thành đi. Vậy mà một tu sĩ trúc cơ như cô ta lấy tu thành rồi. Ây da. Sư phụ à, thuật bận hòa phân viêm này rốt cuộc là gì? Hàng khí trong sương mù trắng mà cô ta phóng ra sau khi tiếp xúc với pháp lực của đối phương sẽ chuyển hóa thành ngọn lửa bùng cháy, tiêu rụi pháp lực của đối phương, lấy phương pháp của đối phương làm chật đốt, vì vậy không thể dập tắt. Võ đạo tu sĩ của Bác Nhung Vương Đình đều là dùng pháp lực của bản thân không ngừng tiếp và cường hóa khí huyết cơ thể, toàn bộ pháp lực phân tán khắp cơ thể. Một khi tiếp xúc với vương bàn đó thì chẳng khác nào là dẫn lửa thiêu thân. Mà chiêu thuật bàn hòa phần viêm này gần như là có thể nói là khách tình lớn nhất của võ đạo tu sĩ. Luyện của cơ thể thần thông là một trong những vũ sĩ khắc bén để kiên trì tổng đối phó với Bất Nhung Vương Định. Cũng sẽ phải có kiếm khuyết gì nhỉ? Độ khó khi tu luyện thì có thể được tính là một cái. Tốc độ của sườn bàn đó bay qua cũng không nhanh. Nếu như có thể đề phòng thì rất dễ tránh. Đầy hang Bất Nhung đó muốn còn chiến kết quả vô phải sườn bàn luôn. Trận so tài thứ hai của vòng thứ ba, Huyền Môn Thiên Tông Nhạc Hồng Viêm đấu với Huyền
Môn Thiên Tông Dương Thành. Hiện Môn Thiên Tông này kiêu ngạo thời đấy, phải chịu trừng phạt rồi nhỉ? Sư phụ à, con có phải là người cố ý gây chúng ta đi chứ? À không, lần này hoàn toàn thuộc về vấn đường may mắn của bản thân chúng ta. Nhưng mà các vị trí trúc cơ kỳ, cái đám nghiền thần đại lão đó thì vẫn còn không dùng đấy. Chiếm 3 chỗ ở trong số 8 người, sát xuất bốc thầm cũng nhậu lại không hề thấp. Ngô sư huynh, không phải là huynh muốn bảo quyền tiến cử tứ sư tỷ tiến vào 4 người mạnh nhất đi chứ? Phải ra không bằng đầy lại, đây là một chuyện tốt đấy. Làm gì có đạo lý còn so tài mà chưa so tài mà đã nhận thua chứ? Lại không phải là cái địch thật sự, đồng môn với nhau lại biết rõ sẽ thua mà còn so tài cái gì chứ? Chưa từng thực tế so tài vì nhau, ai biết được là ai cuối cùng ai thắng ai thua chứ? Cho dù thực lực không đủ thì cũng không nên rút lui, ít nhất thì phải dũng khí chiến đấu. Cho dù là thất bại thì cũng có thể đạt được cái thứ gì đó. Là do đệ tử nghĩ lệch rồi, mong sư phụ tha thứ, mong sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Mày trong tàn lòng hổ, sư tỷ mày hồi ức trên núi Ngọc Kinh, ngươi có sở thích này sao? À, gấp chơi thôi, sư muội ta rất là thích gấp cái thứ này cho cô ấy. Là trước khi lúc ta bái sự vào Mông Hà Vân Thủy Động, lúc đó bởi vì đạo pháp của ta không ổn, cho nên có rất nhiều người đầu cựu nhào ta, chỉ có cô ấy là không cười nhào ta thôi. Trái lại, còn bởi vì ta tranh luận với những người khác mà quay lại kỳ nhẫn chỉ điểm cho ta. Cô ấy cũng, ta không biết nữa. Vân Thủy Động bị cháy rụi thành một bãi đất trống, rất nhiều thi thể của đồng môn đã biến thành than cốc rồi. Ta đã lập lệnh bài cho mỗi người, chỉ có cô ấy là không chịu có lệnh bài. So dịu tâm lý cũng được, ta hy vọng cô ấy không sao. Cô ấy nhất định sẽ không sao đâu. Ngủ sư đệ, chuẩn bị cho tốt đi, ta đến đây. Hai diễm kích đã trở nên không thuận tay nữa rồi. Mặc dù có thể cảm nhận được pháp lực của sư đệ đang quấy phá, nhưng lại không thể phân biệt rõ ràng được. Bị hắn vô tình sập đổ rồi. Bình thường thì ngũ sư đệ trầm mặc không nói, nhưng mà thủ tục pháp của hắn quả thực là rất khó đối phó. Sư phụ nói đúng, quả nhiên không trong thất bại cũng có thể học được gì đó. Bây giờ chỉ có thể tiêu diệt một phèn lấy đá chùi đá thôi. Không tồi, có vài phần khí phách nam nhi đấy. Sư tỷ tu vi cao thâm, tiểu đệ sẽ nhận thua. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng thực lực của sư tỷ xa không thể đấy. Còn bám chặt không buồn thì chính là không đi xấu, tốt xấu. Sư tỷ đệ đã nhường rồi. Trận này Huyền Môn Thiên Tông Nhân Hồng Viêm thắng. Cái bóp thầm quái quỷ này đúng là tồi tệ mà. Không rút trúng người bên mình, nếu như không thì ngũ sư huynh ổn định tiến vào 4 người mạnh nhất rồi. Chỉ cho đầu, cái tinh thạch thiếu càng đó không đơn giản. Mặc dù đã bại trận, nhưng mà tên Dương Thành này cũng không gì đều phó. Đệ tử môn hạ một ai cũng lập gì như thế. Huyền Môn Thiên Tông, tông môn cường đại này đã để lộ sự đặc biệt rồi. Làm không tệ, vẫn còn sư phụ chỉ giáo nhiều hơn. Trận đấu lần này hình như chỗ đó có một cổ khí tức đặc biệt. À, đến đây, có lẽ hắn ngủ quên mất, nhưng mà cũng xem như là vẫn kịp. Có hơi mù một chút chính là cái thói quen này không tốt. Trước đây, thật tin vẫn nói là Chu Dịch và đứa bé vẫn còn là một đối thủ, chắc hẳn chính là người này rồi. Tân kho trà nguyên của Vương Triều Đại Tần sao rồi? Không tồi. Tây hạ là Tiêu Tướng Thần, bái kiến các vị tiền bối và đạo huynh. Ham ngủ quên mất đến nỗi mà đến muộn tại đây, xin lỗi mọi người. Ngươi ngủ đủ rồi sao? À, thật ra còn thiếu chút. Bên kia chính là trận giành của Huyền Môn Thiên Tông, trong đó người trẻ tuổi mặc áo choàng tím chính là Du Dịch. Ta đi chào hỏi đây. À, đi đi, tới đây ta có nhắc tới người với bọn họ rồi. Du Dịch còn nói là không sao, so được đạo thuật cũng phải giàu lù học vấn với người một chút đấy. Vậy thì phải xem bên đó có kiến thức gì hay không rồi. Giảng bối Tỳ Tuấn bái kiến chủ nhân của Huyền Môn. Người cũng là người có học thức sao? Không sai. Ngươi vẫn chưa ổn đâu, ta vẫn nên là so đạo thuộc với người đi. Giao lưu học vấn với người chẳng có ý nghĩa gì lắm.
Khá lắm, việc này chính là sự chơi giễu trơn trụi đối với Chu Dịch. Người có tu vi như ngày hôm nay là do chuyên tâm vất vả tu luyện được. Thiền phủ kinh ngạc, nhưng mà lại học vẫn còn ổn. Người có học thức thực sự chính là đọc sách tôn thần dưỡng khí, ngộ ra được đạo lý lớn của trời đất, thay vì thuộc pháp quy tiểu đạo. Mặc dù không tu đạo pháp, nhưng lại không thiếu hiểu về thiên địa chí lý, giống như tu sĩ. Người nghiên cứu học vấn trên chính, không có gì là đặc biệt, nhưng lại làm ra có thành tích đáng kinh ngạc. 10 năm đề sách để hệ mục ma giác ngộ, thánh hiền thượng cổ thì chưa từng tu đạo, chỉ đọc sách nghiên cứu học vấn. Sáng nghe đạo, tối giác ngộ. Sáng thì kết kim đạt, tối thì đồ lời kiếp. Một ngày một đêm đạt được nguyên anh. Ngươi là một tu sĩ hòa rạng rỡ, nhưng mà không phải là người có học thức nghiên cứu học vấn. Ta có hứng thú với so đạo với người, nhưng so với học vấn thì không có. Vậy không biết các hạ làm được đến mức nào rồi? Năm ngối tiêu đạo huỳnh, trước khi tham gia khảo hạch của một đại tầng ta thì không có một chút khí tu luyện nào, nhưng mà sau khi kết thúc kỳ thi hương thì văn vận tài khí xuất chúng, và một ngày đó đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Giữa môi ngủ dấu không thể nào so sánh với thánh hiền thượng cổ. Thì ra là truyền nhân của thượng cổ nhờ môn nhất đạo, vốn dĩ là bọn tôi còn tưởng rằng nhánh đạo thống này đã đoạn tuyệt rồi cơ. Đây đúng là vận nhận tương khánh mà. Thượng cổ nhờ môn, cổ có đại nhò, 3 tuổi đã bắt đầu giác ngộ đọc sách. Thường ngày thì chưa từng tiếp xúc với đạo pháp, bản thân cũng không có bất kỳ một pháp lực, chỉ tập trung tinh thần, chuyên tâm nghiên cứu học vấn thôi. Lần này hưởng thọ 100 tuổi. Vào lúc ông ấy 103 thì bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó. Văn hoa tài khí trầm nằm hòa lại làm một, đột phá liên tiếp 12 trọng lầu sau mở ra khi hải. Ngày sau đó thì dậy dựng lên đài, ngưng tụ đang đỉnh, đến khuya tối đêm hồn thì lão lại cứ dậy ra được lôi kiếp ra xuống. Từ đó cứ thành nguyên anh, đạo thống mà ông ấy để lại chính là thượng cổ nhà môn. Đây là pháp môn có độ khó tu luyện rất cao, bất cứ là nhìn từ góc độ của tu chân giả hay là nhìn từ góc độ của người có học thức. Tên nhóc này đúng là thiên tài. Vị tiêu đạo huynh này hình như là không có bản thân là văn nhân chính thống, mà lại coi là đạo pháp thượng cổ nhà môn của huynh chính là chính thống cho cả tu đạo giới nhỉ. Không dựa theo con đường thượng cổ nhà môn của huynh đi thì không thể làm được học vấn. Đây chính là đạo lý của huynh sao? Huynh là trạng nguyên làng nằm ngoái của vương triều đại tần, mà bây giờ chỉ là một dân thường. Ta muốn suy nghĩ vào lời vấn với huynh, cho dù là huynh không đồng ý thì có lẽ trong lòng cũng không vui vẻ gì nhỉ. Nhưng cũng không sao cả, năm nay ta có thể trở về kinh thành tham gia khóa cử của vương triều đại tần. Để ta thi xong thì chúng ta là học hội lẫn nhau. Về học vấn thì đến lúc đó có thể xem huynh và ta rút cuộc là đạo lý học vấn của nhau rõ ràng hơn. Vậy thì ra tục đấy, học vấn có thể để lại sau này so. Ở pháp hội lần này thì chúng ta so đạo pháp tầng tầng đi. Dân thánh nhân có 3 câu, 3 người tu thì phải có sư phụ ta. Chúng ta nghiên cứu học vấn thì biết đầu lại càng nhiều thì không biết được càng nhiều. Người có học thành thức dưỡng thành tính cách, chỉ có ta độc tôn, so với kẻ độc tài thì càng không thể chấp nhận được. Ta đột nhiên hy vọng của ta bốc thầm cùng một nhóm với Chu Dịch Quỳnh rồi đấy. Giao chiến bằng một phen lý luận sắc bén của người này, trái lại làm cho tâm tình của người cởi mở hơn. Bây giờ khoảng cách của người đến kiềm đằng trung kỳ, biết cảnh giới thông thiền chỉ thiếu một lớp màng mỏng thôi. Sư phụ mình dám. Trận sơ tài tiếp theo, hiền môn thiền tông nhạc Hồng Viêm đấu với vương triều đại tần thật thiếu càng. Thiên trì tông giàu Ngọc Đình đấu với huyền môn thiên tông Uông Lâm. Tiêu rồi, thiếu còn bỏ trúng không phải là Uông Lâm tiêu rồi, làm sao vậy? Lý nào Uông Lâm đi yếu nhất hay sao? Không, chỉ là vì hắn là nam thùy. Đường địa đó của ta cái gì cũng tốt, chỉ là gặp phải nữ tử. Nữ tử trẻ trung xinh đẹp sẽ à. Trận này vương triều đại tần tha tiếu càng thắng, đồng thời nắm vững xích lồng đệ thừa và hoàng lồng đệ thừa. Quá nhiên là vương triều tần cũng là sinh ra nhân tài. Trận sơ tài cuối cùng của 8 người mạnh nhất, Hoắc Gia hoặc Hoắc Thầm đấu với huyền môn thiền tông Uông Lâm. Xem cô so tài của ta
Phải thừa nhận rằng hai sư đệ sư muội của người đều rất mạnh, nhưng mà bọn họ chưa đến 20 tuổi đã có tu vi như thế, còn ngươi thì sao? Tu luyện nhiều năm, tu vi của người vẫn không bằng sư đệ của sư muội của người. Đến đây, để ta xem những năm này có phải ngươi đều sống ở trên người chó rồi không? Hoàng Tuyên Di Cảnh nghe nói người đến từ địa ngục, sức mạnh tịch diệt, đạo khí bị thôn tính luôn rồi. Sức mạnh tịch diệt thì lại thế nào? Xem đâu đi. Tu là sao pháp, tu làm rồi. Giết, giết. Chư Thiên Hoàng tuyên chí luân hồi. Âm lôi của mình là bị gắn vào sức mạnh của tịch diệt rồi. Chư Thiên Hoàng tuyên chí tịch diệt. Nếu như người đã lập được linh đài thăng cấp lên trúc cờ trung kỳ rồi, thì ta chắc chắn là phải chết dưới chiêu này rồi. Nhưng mà bây giờ người không giết được ta đâu. Tu là gì tuyệt đại lôi bạo sát pháp. Tu sĩ của hóa thì gia tộc đã từng trải qua huyết chiến sát phạt, quả nhiên lợi hại, thực lực thì vượt trội. Vậy mà pháp lực lại hoàn toàn biến mất rồi. Hiền môn thiền tông Uông Lâm Thắng, mặc dù ba đệ tử tu hành cùng đạo pháp, nhưng mà phương hướng hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng là căn cơ của đạo pháp có thể rất phong phú, nhưng lại vô cùng tinh thầm, tạo ra được pháp quyết như thế. Chủ nhân của hiền môn này là nhân vật như thế nào? Sự nổi dậy của hiền môn thiền tông quả nhiên là có đạo lý của nó, tuyệt đối không phải là tình cờ để tạo ra. Trong tàng lồng hổ còn đã học viên của nương, ta chính thức đề thần vi cổ, ý vọng có thể lấy cô về làm thầy tử. Sau khi ra khỏi tàng lồng hồ, ta sẽ đến chỗ chủ nhân của huyền môn cầu thân. Nhưng mà ta cảm thấy có lẽ là để cho cô biết ý của ta trước. Ta cũng hy vọng cô có thể đích thân đồng ý với lời đề thân của ta. Hả? Sao ta có cảm giác hình như trên người, trên trời có con quạ đèn bày quà thế nhỉ? Đây đúng là có cá tính mà, nhưng mà cũng xem như là một người thẳng thắn. Nếu như bây giờ nữ tử đứng trước mặt hắn là đạo ngọc bình, thì hắn cũng sẽ có hành động tương tự thôi. Đứa cháu trai này của ta có chút đơn thuần giản dị, nói chuyện tự nhiên, vong mộng ở Lâm Tông chủ lần thứ. Mặc dù hắn có hơi thô lỗ cọc cằn, nhưng mà trái tim lại rất chân thành. Lộc phù chỉ chính thức đờ tông thân với Lâm Tông chủ cho thiếu càng, hỏi cưới đệ tử môn hạ của ngài. Vong mộng Lâm Tông chủ nghiêm túc suy nghĩ. Tưởng mình không nghe thấy lời của Bạch Tình Vân hay sao? À không đúng, lão đầu này là muốn liền hồn với vương triều đại tần, với huyền môn thiên tông sao? Việc này mình không thể tùy tiện đồng ý được. Việc này phải xem ý của bản thân Hồng Viêm rồi. Thế nào? Lẽ nào vừa nãy mấy cái lời nhảm nhí của đó của người không phải là chiến thuật cố ý mơ hoặc làm phân tán sự chú ý của ta sao? Đương nhiên là không phải chiến thuật rồi. À cái gì vậy nhờ? Đồ đệ này có món tòa. Con người cũng khá là đơn thuần giản dị, nói chuyện tự nhiên, vẫn mong An Lương Vương bỏ qua cho. À không dám, không dám. À, nữ tử này ta trái lại tha rằng lúc này ngồi thiết càng đối mặt với Đao Ngọc Đình đó, gặp phải nhà Hồng Viêm, bị đầu thiếu càng lại làm ra những cái chuyện càng máu mặt hơn đấy. Nếu đã không phải là chiến thuật thì ngươi nói nhảm nhiều như thế để làm cái gì? À ta hiểu rồi. Nữ tử có tính cách như cô, muốn thắng được trái tim cô thì còn phải thắng được con người của cô. Vậy thì ta sẽ làm một người như thế này. Đây là bí truyền trong pháp của vương triều đại tận, Xích Long Đế Thự và Hoàng Long Đế Thự. Tật đi, biến đi. Mạnh quá, thậm chí cô ấy còn chưa sử dụng đến vòi giảng cường sát nữa. Dốt cuộc là đạo pháp của huyền thiền môn tổng có chỗ nào thần bí thế mà lại cường đại như vậy sao? Hợp ngũ hành tường sinh thổ sinh hỏa, mặc dù chỉ có hai tù tính linh lực nhưng lại có thể phát ra một sự biến đổi nhất định rồi, đúng là xuất sắc ngàn nhậu. Đi, không còn phải lấy đá chùi đá với mùi giáo của cô ấy làm cái gì. Trúng kế rồi, vô phương biệt huyện, vậy mà hắn lại vẫn có thể để lại của ái chu bài thái hư hoàng bí truyền thần thông pháp thuật vô phương biện huyền sao? Đa phần thắng bại chưa? Đã thành công chưa?
liệu ở bên trên đã bớt bởi của Huyền Môn Thiền Tông có bị chấm dứt ở bên trong hay không đây? Hồng viên cô nương, xin hãy tin ta, ta thật lòng tiêu rồi. Vô dương gian cường sát, lần này sắp thành lại bại, là muốn tìm thấy một cơ hội tốt như thế lại càng khó hơn rồi. Nhưng mà may mình đã tránh được hư không phá ly thần thường. Cái gì? Chiêu phá thuật này của người lúc biến đổi hư huyền để tránh đoàn tấn công, vị trí của người sẽ không thể di chuyển. Chịch, cô ấy phát hiện ra rồi. Vô phương biện huyền biến thuật thành ảo ẩn giấu vô phương huyền giới, lúc trở về thế giới bên này thì vẫn dừng lại ở nơi ban đầu. Trận này Huyền Môn Thiên Tông nhờ Hồng Viên thắng, bốn tòa đã không lâu trước đây đã đích thân tiếp xúc với pháp thuật vô biên biện huyền này. Mà trước kia mình đã phát hiện ra cái con đường pháp lực của tên Thạch Thiếu Càng này có vài phần mùi vị của Thái Hư Quang rồi. Quả nhiên là như vậy. Rốt cuộc là cái tên Thạch Thiếu Càng đó bị gì vậy? Đúng là khó hiểu mà. Chắc là thật ra chính là đem lòng ái mộ cô cố ý tìm bạn đời. Bất quá thì chỉ là hy vọng, quá chỉ là chọn nơi này thì tệ quá. Thì ra là tình háo sắc tại Bắc Phong Hải. Trận thi đấu tiếp theo Huyền Môn Thiền Tông muốn làm đối với Thiên Trì Tông Đao Ngọc Đình. Tào gì? Ý đồ của người này thật sự kỳ lạ. Lúc hắn trình đấu với Tả Hiền Vương rõ ràng là không não tàn như khi nhìn nhập vào ta. Người này lại không hờ lộ mãn như biểu hiện bên ngoài. Vậy thì các hành động của hắn có khả năng là vì muốn làm nhiễu loạn tâm nhìn của người khác, che giấu mục đích thật sự. Ý đồ thật sự của hắn là gì? Chẳng lẽ là họa lẫm bất thực? Lần này hai vị là muốn đặt cược hay không? À đương nhiên. Tiên cơ thì sao? Ngươi còn nhớ là hỏa lắm băng thực của bốn tòa không? Hả? Ngươi muốn đặt tiền cược gì? Cửa giàn tí thiên nghiền trì lại có một miệng ngôi lửa, dung nham địa hỏa ở sâu bên trong núi lửa, sinh ra một loài hoa lạ tên là địa tầm hỏa liền. Toàn bộ hoa sen, đài sen, hà sen, bán tòa thứ này làm tiền cược. Ngươi muốn đào địa tầm hỏa chú của thiên trì tông ta? Ngụy đặt cược lớn như vậy á, cũng có thể lấy ra cái ghế từ gốc hoa gốc. Còn làm cách nào để có thể bảo quản đó hỏa liền đó của người thì phải xem khả năng của người rồi. Được, nếu như đồ địa của người thắng thì địa tầm hỏa liền sẽ là của người. Mà nếu như là môn đệ hạ đệ tử của ta thắng thì ta sẽ đến Ngọc Kinh Sơn của người chém một tảng sơn thạch xuống mà đi. Người có dám cược không? Cược. Thiên Túc mở ra Ngọc Kinh Sơn hư không, nằm ở Huyền Thiên Bảo Thừa trên đỉnh núi, mà vẫn phần sức mạnh của Ngọc Kinh Sơn có liên quan tới thời gian. Dường như là Ngọc Kinh Sơn không có chút liên quan nào tới hóa lẫm băng thực. Chẳng lẽ suy đoán của ta xong rồi? Không đúng, có lẽ là hắn không dám để lộ nội tình, dẫn tới cảnh giác của ta. Có điều ta không tin, ngươi không lộ ra chút gì. Mau nhìn, đệ tử Yên Lâm kia hoàn toàn diệt cảnh bần viêm. Cô ấy lại tự mình nghĩ ra, hay là do cách trưởng bối của sư môn chỉ bảo? Xem ra là do tự mình nhận ra rồi. Cô ấy nhận ra được khuyết điểm pháp thuật cường đại, nhưng mà thân thể yếu kém cuồng lầm, quả nhiên là chọn còn chiến. Đao Ngọc Đình này rất ít khi bị ảnh hưởng bởi luân hồi chi lực của Hoàn Tuyền Lộ. Đây là trên người cô ấy còn có bí mật, mà mảnh ký ức của người này quá ít ỏi, ký ức của hắn dường như là khiếm khuyết, không trọn vẹn, kỳ lạ. Thiên Trì Tổng Bi Pháp, Bần Hòa, Phòng Viêm Chi Thuật. Hắn là tên đần à? Rõ ràng là biết. Làm như vậy chỉ chi tầng thầm ý lực Bần Hòa, Phòng Viêm Chi Thuật của Ngọc Đình Sư Muội trở thành nhiên liệu. Ôi đẹp thật. Đồng như bản tỏa muốn đặt thờ một phần tiền cực, ta tâm chủ có thể nhận không? Người muốn thêm tiền cược, thêm cái gì? Thường rằng nghe trên thuyết nghi sinh có rất nhiều linh hòa cấu chuyện bằng làng, là một loài hòa linh có rất nhiều trong truyền thuyết. Nếu nhân vùng này đệ tử của bản tọa thắng thì tạo tôn chủ lại thua, bản tọa thêm một cây cấu chuyện bằng làng nữa thế nào? Được, nói đến như vậy
Nếu như môn hạ đệ tử của ta thắng trận này, vậy thì thơ một nhánh bảo thụ trên đến Ngọc Kinh Sơn của người thành giao. Cách vận chuyển pháp lực này thật là quen thuộc. Cách vận chuyển pháp lực này thật giống với thái âm Sơn Hồng chú của ta. Hỏa Sơn Minh, cô ta vậy mà lần là có thể luyện thành Hỏa Sơn Minh. Hỏa Sơn Minh, Thiên Trì Tông có một phần thần thông đỉnh cấp, có hiệu quả dị khúc đồng công với Sơn Hồng chú, có thể tập hợp pháp lực toàn thân bạo phát thêm một lần nữa. Tề Tam chủ, vị đệ tử này của ngài tiền đồ không thể định lượng. Đợi một lát nữa thì phải làm phiền người rồi, làm phiền dẫn đường cho ta trên Ngọc Kinh Sơn của ngươi rồi. Không thành công thì thành nhân, một đao này tự sát. Chư Thiên Hoàng tuyên chỉ tịch diệt lỗi khí tức này. Tịch diệt nhất chỉ, chỉ có thể trực tiếp đỡ. Hử? Người chiến thắng trong trận chiến lần này là Đầu Ngọc Đình của Thiên Tỳ Tông. Huyền Môn Thiên Tông bại rồi, Huyền Môn Thiên Tông cuối cùng phải thua rượu. Chư Thiên Hoàng tiên chỉ trùng sinh, cô muốn tiếp tục không? Đã không còn chức dư lực này nữa rồi, ta nhận thua. Làm đối thủ của ta, người rất giỏi. Đây sao có thể chứ? Chẳng lẽ uông làm này là thông bất tử hay sao? Ngoài ý cảnh, lực lượng của tịch diệt ý cảnh, lực lượng của liền sang sinh cũng có lĩnh ngộ sao? Không cần tiếp tục sợ sanh nữa. Pháp hội lần này đệ tử trúc cơ kỳ mạnh nhất chắc chắn là Quần Lâm. Chúc mừng làm tông chủ, Lầu Hoàng Kiếm Tôn khách khí rồi. Tông chủ có gì phòng phó? Cái địa tầm hỏa liền phòng núi lửa ở sườn môn ra thì đưa đến bề hồ Bắc Phòng Hải đại tần cho ta, đồng thời tìm mấy cây cẩu chuyển bằng làng cùng đưa luôn một lượt cẩn tuân pháp chỉ. Do họ này cho dù một lần không ta ép ra được nội tình của người cũng không sao cả, rất nhanh sẽ có lần thứ hai thôi. Nhánh Hiền Thuyền Bảo Thủ và Ngọc Kinh Sơn có lẽ đều là thủ đoạn che mắt của Tào Vĩ. Mục tiêu của người này nhất định là thứ khác. Nếu như thứ hắn muốn đúng như ta đoán, vậy thì hắn nhất định sẽ lùi đuổi. Sư phụ, đệ tử có một số nhận thức về hai loại ý cảnh, lực lượng sang sinh và tịch diệt, muốn bế quan cẩn thận để tham ngộ. Trận sơ tài cuối cùng của Tứ Sư Muội, ta muốn bảo quyền. Tứ Sư Muội, sau khi dùng trùng sinh nhất dĩ, bây giờ ta đã có thể tiến vào trạng thái hoàn toàn diệt cảnh được nữa. Dù có ở lại và thủ với muội thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tiếng muội xin chúc Tam Sư Huynh đã được thu hoạch trong lần bất quan này. À được, vậy thì đi đi. Như vậy xem ra Huyền Thiên Tông Nhạc Hồng Viêm chính là quán quân trúc cơ kỳ của Hoan Hải pháp hội lần này. Pháp hội tạm thời dừng lại, tiếp theo mọi người có thể tự động tự do hoạt động. Ngày mai sẽ tiến hành so tài với các đệ tử kiềm đàn kỳ. Bây giờ để cho bọn họ tự giao lưu hoạt động đi. Mời các vị đạo hữu theo lão phụ đến cúng vào Hoang Hải cổ giới. Tiếc là Đao Ngọc Đình không giành chiến thắng. Ta thực sự rất mong đợi hai vị mỹ nhân, vì thế Đao Ngọc Đình và Nhạc Hồng Viêm đối chiến trực tiếp một trận. Cái tên thật tiếp càng này là có dinh liếu thứ hai Thái Hư Hoàng. Có phải là do Thái Hư Hoàng an bài không? Phải bảo thủ hay là phải cấp tiến? Nghe nói rằng cổng vào của Hòn Hải cổ giới nằm sâu nhất ở dưới đáy hồ Bắc Hải. Sau khi cổng vào được mở ra thì những tu sĩ dưới Nguyễn Anh Kỳ có thể tiến vào bên trong. Cổng vào Hoang Hải cổ giới phía bên này tương thông với Bắc Phong Hải, mà bên kia lại là nơi sâu nhất dưới đáy biển của Hoang Hải đại dương vô biên rộng lớn, dưới hải uyên sâu vạn mét. Đồng nghĩa với việc là sau khi tiến vào Hoang Hải cổ giới sẽ phải đối mặt với thủy áp của Hoang Hải đại dương, mà chỉ có thể dùng lồng trầu của Hoàng Truyền Đại Tộc thì mới đi qua được. Các vị đạo hữu, mỗi người lĩnh một chiếc hải lồng trầu để sau khi các đệ tử trở về từ Hoàng Hải cổ giới rồi trả lại là được. Pháp bảo này của người làm gì đáng giá nhiều đáng dự như vậy chứ? Bà viện là đổi được rồi. Đổi thì đổi, đưa cho mà cả. Ồ,
Viên đá này không đơn giản, thứ bị Chu Dịch nhìn trúng không thể sai được. Cái gì bọn hậu à, cùng vào so tài vận mày tí đi. Cắt đá, ai cất được ra bảo vật ẩn giấu bên trong thì đôi sẽ thuộc về người đó. Ồ, thiết pháp thế nào vậy? Lỡ như mà bảo vật thật thì cái thứ cũng như hạt gạo, không phải là hao tổn khí huyết ư? Chỉ còn nham thạch sau khi bị cắt ra, một khi tách rời nham thạch khỏi bản thể, rời khỏi sự nuôi dưỡng của bảo vật, thì đặc điểm chiếm đoạt thần thức chỉ bị mất, biến thành viên đá bình thường. Như vậy thì đơn giản, lần này cũng bổ đôi ở giữa là được rồi. À, để ta thử xem. Hoan nghênh, hoan nghênh. Cắt đá là một quá trình đánh cờ. Mặc dù đào thứ nhất không nhất định là có thể mở ra được cái gì đó, nhưng mà đào thứ nhất có mặt các lớn nhất cũng chính là cơ hội lớn nhất. Không thể để cho đối thủ mở ra được đào thứ nhất và nhận thức chung của mọi người. Người có kịch hay để xem rồi. Để nhau đi đánh nhau đi. Tiệt quái kiếm đạo. Chà, nhờ ngươi thì thế nào? Cầu thiên mệnh, ta chưa từng thù ai. Đao này của tiểu tử Dịch Kiếm chém xuống lừa bỏ được một nửa dư thừa luôn. Nếu là đề đề hát tham đó của hắn thì e rằng đã đồng thủ luôn. Nhưng mà sức ý của tình hoác mình này là thu phóng rất tự nhiên. Có vẻ như là sát ý lẫm liệt, thực ra là luôn duy trì sự bình tĩnh. Trái lại, phù hợp với ý cảnh tiết quái kiếm đào vàng vật cơ thể, cơ tiết của mình. Tên này là kinh địch đấy. Nếu như cái tên Hoắc Minh này không sớm ngày sẽ xuất, thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ là nhân tài trụ cột của Hoắc gia. Giữa những người cùng thế hệ của Hoắc gia là dựa vào thực lực để phân thứ tự. Mà cái tên Hoắc Minh này lại là thứ hai. Vậy thì thứ nhất là nhân vật nào đây? Trái lại khiến cho mình có chút hứng thú đây. Nhưng mà sau khi tiêu diệt các đào thứ nhất, lại không còn ai hạ đào nữa. Không có ai hạ đào nữa sao? Còn vì sao? Thì mỗi một đào đều có khả năng cắt ra được bảo vật. Người thực sự để tầm đến bảo vật, e rằng là áp lực tâm lý phải đạt tới đỉnh điểm. Lại không chỉ có một cơ hội, do dự gì chứ, để cho ta. Ta nói vì đào huynh này, không phải là huynh làm ra viên đá tinh khiết ở đây lôi gặp mọi người đi chứ. Ta đảm bảo không lừa người, nếu như các cùng ra thì toàn bộ tiền ta sẽ được trả lại. Vậy thì để ta thử xem sao. Nè. Yeah. Cái gì vậy chứ? Danh lý lần hạ đào thứ nhất mà chỉ có vậy á? Đồng thế, tôi chất tâm lý quá kém, thất bại chỉ là cách chút đã trụng chân rồi. Thế mà thì chị mất tính tình cũng tệ thật đấy. Thời giờ ta thấy, thì hết tình không phải là không chịu được thất bại, mà là hoàn toàn ngược lại. Trong phán đoán giữa được và mất của hắn ở vòng này đã có sự đột phá về mặt tâm tình. Là do đó bảo vật này đối với hắn mà nói cũng không là gì cả. Đúng là như vậy. Tì hạ chú Dịch, dám hỏi vì đạo hữu này xưng hô thế nào? Tì hạ là tiểu lộ đạo cô lụi. Đạo tiếp theo đây. Cố đạo hữu có muốn ra tay không? À đi thôi, đúng lúc ta ra hứng thú. Quá tam ba bận. À xem ra hôm nay muốn bảo vật này đến trước là vô duyên với ta rồi. Nếu như vừa theo thuyết pháp bây giờ cắt làm đồi tôi chính giữa thì vẫn còn hai đào. Nham thạch này bị cắt đứt không ngừng, lên tiếng ngăn cản từ trần giả dùng pháp lực thần thức thăm dò cũng không ngừng trở nên yếu ớt đi. Mà tiểu dịch tử này có lẽ là cũng đã cảm nhận được căn nguyên của nham thạch đen này. Nếu như hắn chọn vừa khéo là một mặt cốt nhà đấy thì đau này có thể phân định được rồi. Về tay thứ này bọn ta muốn lấy. Quả nhiên càng đến cuối cùng thì càng tranh càng gay gắt, nhưng mà không thành vấn đề. Quả ám mạng trà lá chí thiên đại kịch giới. Quỳ đáng ghét, xem cái chiều này đừng có mà làm con rùa rụt cổ. Không hổ là kẻ mạnh có thể đối đầu với lão tổ Nguyên Anh. Tàng Long Hổ, đồ ta đã lấy được rồi. Các người là tu sĩ của vương triều đầy toàn nhi, thế nào? Người cũng muốn tiếp tục động thủ sao? Quay về chuyển lời đến công chúa Tình Vân,
bảo cô ấy đến nhận người đi, để cho cố đồ hữu đợi lâu rồi. Chú đồ hữu khách khí rồi, nếu như ngươi rảnh thì đi theo ta, ta sẽ giới thiệu sư huynh để đồng môn cho ngươi làm quen. Rền nền của ám thú minh tộc, đây đúng là niềm vui bất ngờ mà. Chứ đây bốc thăm bốc được một thứ gọi là huyền ô ngọc điều, phòng ấn sức mạnh hồn phách cô hồn điều triều lạc. Mặc dù triều lạc đã nắm giữ sức mạnh hắc ám, nhưng mà minh độc mới là vua của sùng thú ám thực sự. Minh độc là sức mạnh của đại yêu thời thái cổ trên triều lạc nhiều, lại có nhiều rằng nành của con minh độc này. Lĩnh hội được đạo của sức mạnh hắc ám sẽ có con đường khả thi. Con đường hoàng minh lại có quan như lời kinh vô hạn của đại lô âm tự, mà bây giờ lại có thể lĩnh hội được nguồn gốc bí ẩn của sức mạnh hắc ám và minh độc nam dự, thì đều nắm giữ được sức mạnh cao nhất của hai loại hoàng và ám rồi. Mà sư đồ chúng ta cũng lợi hại quá gì. À nhị sư huynh, à đề đề à, giới thiệu với huynh, tí tí này là Lý Tí Tí, Lý Vị Âm của Tư Tiêu Đạo. Tôi nhóc đệ đang làm cái trò quỷ gì thế? Giờ nãy ta có được lô liên quả từ đồng tây của tỷ Lý Sư Tỷ Tử Diêu Đạo này, ta muốn kiếm thêm một chút. Để thích lô mình quả của người ta thì để lấy đồ giao dịch vì cô ấy là được mà, để đến bắt xối trấn bằng tỷ không như vậy sao? À đúng thế hả, ta quên mất. Lý Sư Tỷ à, ta muốn đổi thêm vài lô liên quả với tỷ nữa, có được gì không? Ta có thể lấy bảo vật để đổi ra với tỷ. Lô liên quả không phải là thứ quý hiếm gì, nếu như ngươi thích thì cứ việc ăn là được rồi. Quỳ âm, sao bình thường không thấy cô ấy hào phóng như vậy chứ? Bình thường ngươi cũng ăn lôi đinh quả như cơ mà, có cần ta cung cấp cho sao? Cô lùi, ngươi lấy xì hơi rồi nhỉ? À đồ cùng, ngươi lại ngút đầu rồi. Ta cũng muốn khá xem là đồ cùng với cố đầu hữu đã nhờ một trận đấy. Bơ đi, tán được con gấu lớn này một lần là được rồi, ta muốn giao đấu với Tàn La Hơn. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bất nhung các người thức có thuật sĩ thần hồn đi. Chuyên tâm tu luyện thuật phá thần hồn, từ khi là cách nghĩ thần dù Thái Hữu Hoàng, và Thái Hữu Hoàng chỉ có bất nhung vương đình có thôi. Mà pháp thuật của các người khai chế ta nhất định là trái lại cái chút chú ý tốt đi. Nếu như có cơ hội thì Tàn La trái lại có muốn cọ sát một chút với hai vị đạo hữu của huyền Môn Thiên Tông hưởng trong pháp hội bốc thầm cũng không bốc ra được cùng nhau, vẫn luôn là có cơ hội được cọ sát. À ta cũng ý người đâu? Tàn Long Hổ, người có Thiên Trì Tông, ta nhớ hắn tên là Mộ Có Hại Nhi. Không còn để ý, hắn đến chẳng qua chỉ là một tín hồi nhì nhót số một tán cô sâu đáng thương thôi, dưới sống dưới cái bóng của Tống Khánh Nguyên mà thôi. Tống Khánh Nguyên sao? Tên này là thiên phú cũng coi như là xuất sắc, nhưng mà về mặt tính cách thì có kim khuyết rất lớn. Nếu như không có gì bất ngờ thì cả đời này hắn qua thực là không có cơ hội để vượt qua Tống Khánh Nguyên đâu. À, động tác để trầu gì vậy chứ? Cứ để đấy. Hình như bọn họ đang nói cái gì đó. Sao trông cô ta giống như đang sợ hãi vậy nhỉ? Ý, một cơ hãi cũng đuổi theo rồi. Ba người này đang che giấu bí mật gì sao? Ôi thú vị đấy. À sư huynh à, ta cùng đi xem đám nhiệt đây. Có một bóng đèn bám theo tiêu bất điểm, là muốn làm cái gì vậy? Mình cũng phải đi theo xem như thế nào. Nơi này khách tộc đấy có vậy không? Ấy gió, trước đây lại không phát hiện ra, hình như thể chất của Đao Ngọc Đình này có chút đặc biệt nhỉ. Chê giấu một chút dương chân dương trong nguyên âm, phải mạnh mẽ hơn nhiều so với nữ tử bình thường rồi. Mà tình huống như vậy để đến khi cô ấy thần cấp lên kim đan trung kỳ thì độ kiếp âm hỏa thì e rằng sẽ tâm hỏa đại thịnh, độ kiếp sẽ nguy hiểm hơn so với nữ tu sĩ bình thường. Nhưng mà cơ thể của cô ta thuộc về âm dương tương tế cực kỳ hiếm có, dùng đất tu luyện đạo pháp tần tổng của Thiên Trì Tổng, nhưng mà quả là thiên phú tốt hiếm có. Biết được tại sao sư huynh lại trừng phạt người chùa? Trước hết thì đương nhiên là vì người so tài với người khác kết quả là thua rồi. Thua rồi thì không sao cả,
nhưng ngươi tuyệt đối không nên thua trước người của Huyền Môn Thiên Tông. Tôn Hổ liền: vừa một câu chuyện bằng làng không được xem là cái gì cả, nhưng mà sư phụ vì ngươi mà mất mặt, ngươi để xem ngươi có nên chịu phạt không. Thứ hai, sau khi cuộc thi kết thúc thì ngươi nhìn ánh mắt của tên Uông Lâm đó xem, rất không đúng nhỉ. Đại sư, Uông hiểu giữa ngươi và hắn không có tình cảm nam nữ, ta đều biết cả, nhưng mà ngươi đối với hắn quả thực là đã nảy sinh cảm xúc khác biệt với những người khác. Nhưng mà hình như ngươi đã quên, ta đã từng nói không cho phép người nảy sinh quá nhiều cảm xúc với người khác, đến cơ hận thù và tức giận tốt nhất là đừng nên có. Giữa nam và nữ, ngươi chỉ cần nhớ ta thôi là đủ rồi. Từ ngày đầu tiên ngươi nhập môn, ngươi có lẽ đã biết rồi, ngươi là đầu lưỡi của ta. Trường Dương ở trong nghiền ầm của người mạnh mẽ, mà vừa khéo ta trái ngược lại với người, giữa ngươi và ta khéo có thể hình thành một sự bù đắp hoàn hảo. Ta vẫn luôn đợi đến ngày người kết đàn đấy. Với thiền phú tu vi của người, có lẽ không còn lâu nữa đâu, mong chờ thật đấy. Bất Phòng Hải: không có đâu Ngọc Đình, khi Tống Khanh Nguyên thăng cấp, Nguyên Anh đồ lộ kiếp rất có khả năng sẽ mất đi công bằng âm dương, mà một có hại lại muốn giết chết Đao Ngọc Đình để cắt đứt con đường thăng cấp của Tống Khanh Nguyên. Nhưng mà một câu hỏi này cũng thiếu năng thật đấy, giết chết Đao Ngọc Đình thì Thiên Trì Tông chắc chắn sẽ khiến cho hắn không gánh nổi, mà Tống Khanh Nguyên rất có khả năng là đang cố ý trêu đùa để cho một câu hỏi đồng thủ vừa khéo tìm cơ hội để giết chết hắn. Tên nào đã liến vậy? Sương mù màu xanh làm mờ giới hạn không gian sao? Đến cả động thanh đồng lưu đỉnh cũng không phá được. Giờ thì nhốt mình lại, lẽ nào là muốn nhân sinh lý tưởng mình sống với mình sao? Mấy năm trước thì người đáng lẽ chết rồi, vẫn nên là quay về nhà, mà ngươi nên về đi, đừng có mà lâu lại ở nhân gian nữa. Chắn đường của người sống thì chắn mắt của người sống. Ai là người sống, ai là người nên đi chết thì nó bây giờ cũng hơi qua sớm đấy. Sương mù màu xanh này khiến cho thần thức của mình không khóa được vị trí của bọn họ, nhưng mà bọn họ lại không bị ảnh hưởng. Phiền phức tại đây, mặc dù thanh đồng hư không định hậu dụng, nhưng mà cũng không thể giúp được mình bắt lấy bọn họ được. Pháp thuật này là chư thiên giới chướng của sư phụ sao? Chuyện này đã không thể làm gì được nữa rồi, vẫn nên đi trước thì hơn. Đây là... Thì ra đây mới là sát chiêu. Vừa nãy năm người đó đều là mượn danh nghĩa đó yếm trợ cho hắn. Hằng Hà Hỗn Nguyên Thuẫn có thể đỡ được một kích này của ta, lá chắn này đúng là không đơn giản. Còn có lá chắn khẩn cấp sao? Tình báo không nhắc đến điều này mà. Nếu đã như vậy, lại cho phép người ra tay với đệ tử của ta một mình, bắt được tất cả tu sĩ kim đan, đây là thần thông gì vậy? Ngươi tự mình vào trong xem, không phải là biết được thần thông gì rồi hay sao? Trừ tiền tiểu thế giới trấn nguy hiểm, đi trước thì tốt hơn. Thần pháp này là một hiện pháp có thể chống đối được với việc phát huy thần hồn, khiến cho nhận thức của người khác mất đi vết tích của người, cho rằng ngươi lại thu nhỏ lại và biến mất rồi. Nhưng đối với bồn tòa mà nói thì thuật pháp gây chướng mắt này chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Là cung phụng nguyên anh của vương triều đại tận triều hưng, ảnh hưởng của hành vi ám sát là quá tồi tệ, hú hồ tên này còn là cung phụng của vương triều đại tận ta nữa. Chọn mục tiêu nào lại không tốt, có phải chọn đệ tử môn hạ của họ vì này? Chuyện lần này càng khó xử lý rồi đây. An Lương Vương, Trường Lạc Đạo Tôn, Đỗ Đạo Tôn, bốn tổ còn một lời giải thích đấy. Giáo hội An Lương Vương dao động pháp lực vừa nãy là chuyện gì? Xảy ra một vài xung đột, lão phù đã xử lý rồi, không cần lo lắng. Làm tổng chủ, xin hãy tin tưởng, người không muốn chuyện này xảy ra nhất chính là ba người bọn ta, chính là vương triều Đại Tần. Chuyện này vốn mộng làm tầm chủ lượng thứ, trên dưới Đại Tần ta nhất định sẽ bồi thường cho Huyền Môn Thiên Tông. Nhưng mà mục tiêu là đứa trẻ của Thạch Gia, trừ khi lấy do Thạch Gia tộc làm.
Làm tầm chủ lấy có thể giao mấy cái tên này cho lão phù thẩm vấn được không? Lão phù nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Mấy cái tên này thì bọn tòa để thần thẩm vấn, không phải là không tin An Lương Vương, mà là bọn tòa không muốn lại xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn nào đấy. Trận chiến Xà Châu, Lâm tầm chủ đã thu đoàn cân rắn, khiêu khích người của Hiền Môn Thiền Tông đâu có kết cục thờ thảm. Nhưng mà nếu như từ sự là thịt thì gia tộc, cho dù có ám sát thành công thì việc cũng thành bất cập hại. Việc gì phải bí quá hóa liều chứ? Lão phu cho rằng chuyện này là hiểm nghi của vương triều đại chủ là lớn nhất. Làm tầng chủ có nghĩ như vậy không? Quá rõ ràng, trái lại giống với vụ oan gia họa hơn. Dương triều đại chủ quả thực là có hiểm nghi, nhưng mà bây giờ kết luận như vậy thì còn quá sớm. Đợi bóng tòa thẩm vấn xong sẽ báo cho ba vị. Còn chưa thẩm vấn mà múc ấp cái nồi lên rồi sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nào hời cho bọn họ như vậy được. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là đệ tử này là của bổn tọa bị người khác bao vây ám sát. Sư phụ à, ta bị thương rồi, người đâu quá đi. Sư phụ à, ây da, con chấm mất tuổi đầu quá. Ây da, đồ nhi đáng thương của ta. Đồ đệ này của người nội thương, ngoại thương, âm thương, ẩn thương, chẳng có chút nào. Khỏe lắm còn nhí tưng tưng, tưng ngàn 800 năm thì cũng chẳng hờ hớn gì. Có đủ thời gian để tiếp tục làm hại nhân gian. Bị trọng thường nghiêm trọng đấy, không dễ chữa nữa đâu. Nói ra thì đồ nhi của ta, của bốn tòa gặp nhiều hoạn nạn, lúc nhỏ thì còn gặp phải biến cố thề thảm. Nhưng mà đứa trẻ này mệnh tốt, lễ tử còn tự chủ. Đúng là người tự giúp trời, cũng giúp mình. Cuối cùng thì nó cũng đã vượt qua được. Dù trong sinh mệnh trải qua nhiều dây dò và túi tầm, trong lòng thiên hậu thì vẫn lương thiện và trong sáng. Đây là tình yêu của thế giới này. Dù là sơn hay là thủy, là thảo hay là mộc, chìm bầy thú chạy, chim hoa rừng trùng ngư. Nhưng mà đứa trẻ đáng thương này lại có người không chịu tha cho nó. Một đứa trẻ chưa tới 12 tuổi mà đã trọng thương như vậy, thiền lý khó dùng. Chẳng lẽ đứa trẻ này bị thuộc ẩn gì sao? Ta lại không nhìn ra. Không đúng. Làm tầm chủ, chuyện này hoàng triều đại tần ta chắc chắn sẽ bồi thường. Nhưng mà lão phụ lấy ra 5.800 năm cuộc sống để của mình để đảm bảo lệnh cao độ không bị một chút thường tổn nào trong cuộc tập kích này. Bọn tòa đâu có từng nói là nó bị thương gì. Làm tầm chủ, nỗi thương cũng không có. Đương nhiên là bọn tòa biết. Dù là xác thịt đồ nhì hay là thần hồn đều không bị thương. Chỉ cần thừa nhận thì dễ rồi. Tiểu đồ nhi của bọn tòa là bị tổn thương tâm lý. Hả? Đệ tử này của ta về túi thực thì chắc chắn cái người đã biết rồi nhỉ? Một đứa trẻ không tới 12 tuổi, mong có tâm trí giống như một người trưởng thành, thế mà lại làm khó người khác. Một đứa trẻ đột nhiên đối diện với nguy cơ sống chết, bị người ta ám sát, sống ra từ cõi chết. Thứ này có nghĩa là kích động với tâm tính nó có nào. Đặc biệt là có lẽ là người tập kích nó còn là nhà mẹ nó. Tổn thương tâm lý nghiêm trọng như vậy, nếu như không tăng cường tình dưỡng, thậm chí có thể hủy hoại cả đời của nó. Làm tầm chủ, ta thấy sư phụ con sợ chúng ta về Ngọc Kinh Sơn đi có được không? Đương nhiên là sư nào thì đồ đấy. Làm tầm chủ bản lĩnh người dạy đệ tử lão phụ thật bái phục, không còn gì để nói. Đệ tử của ta đương nhiên là giống ta, mỗi phương diện đều là như vậy. Hả? Mọi phương diện. Vậy làm tầm chủ, người xem phải làm sao mới bù đắp được vết thương tâm lý cho đệ tử này của người đây? Còn muốn gì cứ nói ra. Hắn giáo viên đều bồi thường cho đệ tử quản, không ngờ lại không phải là lừa bịp. Nói đi, con muốn gì? Ta muốn một miếng diều phong tử kim có được không? Diều phong tử kim đây chẳng phải thứ hiếm gì, đứa trẻ này cũng biết nặng nhẹ đấy. Được, không thành vấn đề. Vậy ta có thể xin tầm một miếng lôi đạo ngân tinh không? Lôi đạo ngân tinh, không thành vấn đề. Bản chất đứa trẻ này không đơn giản nhỉ, chỉ đòi những thứ đó thôi. Thế thì thể hiện của hoàng triều đại tần nhỏ mọn rồi. Còn gì thì yên tâm nói ra đi, lão phu lập chủ chỉ cần là thứ người thích hợp.
thì chờ người hết. Khi nào đủ thì thôi. À, cảm ơn tiền bối, vậy thì ta nói nha. Ta muốn một cái kim thần lộc, một đợt một cái. Còn hát liền vào nữa cũng là một đợt một cái. À, muốn 10 gốc ù, nhịp lồn thảo, thiên hạ chúng ngọc quả, tứ ngọc quả, xích hỏa dù lờ, với nguyên kim quả. À, tốt nhất là có thể mỗi loại trồng một cây là được. Còn có tùng lầm linh xạ, bác trần cờ, cấu tầm linh tước, trần chầu ngừ, tứ điền điều điều, có cái cả thanh quan đằng, phí tính, phí thí linh cần, với long lân tuần nữa. À, người dạy đồ đỡ. Mau chóng dạy lại đồ đệ tử của người đi chứ. À, ta còn muốn kim cành lờ thủy, thạch với thiên hoàn chu sa, mỗi lượng ít nhất phải là 3 lượng trở lên. Còn mấy cái thứ đó ra thì còn có hài cốt của lùi lồng, móng vuốt của phì liềm vườn, con cả máu của phiền long nữa. À, đủ rồi, đủ rồi. Ôi, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ bóp chết cái thằng nhái này mới được. Đúng là thúc thì chịu được mà, nhưng mà thấm thấm lại không chịu được mà. Những thứ vừa nãy hắn nói tìm đủ rồi để đưa cho hắn. À, trẻ con vẫn là trẻ con thôi. À, đồng thể trẻ con ấy mà, rất bình thường, rất bình thường. Bình thường cái đầu nhà người, cái thân nhái này nên tác chết nó luôn ấy chứ, tránh khỏi gây họa cho muôn dân. Thời nhập thôi này, biết là tận dụng chủ đề đấy. Trước đây thuận miệng nhắc tới ô diệp lồng thảo cành kim, lô thủy tạch với nó, những bảo vật này có thể giúp cho nó hoàn thiện kim càng. Kim đàn tu luyện thuật pháp thì cũng thôi đi. Mà mấy yêu thú lời quà đó toàn bộ đều là khẩu phần ăn của nó. Mà bây giờ thằng nhóc này thành tinh rồi, thịt rầu ăn kèm thì không nói, mà đến cả hoa quả tráng miệng sau khi ăn cũng chuẩn bị xong cả rồi đi chứ. Mặc dù hai cái tên đó không thể giao cho hai vị, nhưng mà hai trong số ba vị tu sĩ kim đàn này có thể đưa hai tên này đi thẩm vấn một phen. Nếu như vậy thì hai cái tên này bọn ta cũng sẽ thẩm vấn thật kỹ. Lúc đứa bé bị đánh lén, ba người bọn họ vừa khéo đứng bên cạnh. Ê rằng là An Lương Vương đang bàn bạc với Tô Vĩ để giữ bí mật chuyện này rồi. Hình như hắn để ý tới đứa bé nhiều hơn rồi. Các vị, do động lực lúc trước là vì hiểu lầm nên mới xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ. Bây giờ mâu thuẫn đã được hóa giải rồi, không ảnh hưởng tới việc tiếp tục tiến hành hoàn hải pháp hội. Mọi người hãy mong chờ pháp hội ngày mai. Hôm sau, sư phụ à, cái đám người hôm qua người bắt được đấy có lên lịch thế nào vậy? Yên tâm đi, không phải là những người người nghĩ đến đâu. Trong lòng mình đã có tính toán rồi. Cái tên giữa trò nhất định là phải khiến hắn phải trả giá. Thật Tình Vân, bày kiến làm tầm sủ. Ở Tình Vân công chúa không còn phải đa lễ. Mong có một ngày có thể nhận được chủ nhận của huyền môn chỉ điểm dạy bảo. Đó là vinh hạnh của Tình Vân. Ta có một tộc địa đã mạo phạm Chu Di Đạo Hữu, vô mồm động hữu lượng thứ. Lượng thứ thì không dám, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Tình Vân hoàng tỷ, sau khi quay về Tây Lăng Thành thì tự mình đến tùng nhân phụ đi. Cảm ơn hoàng tỷ còn dùng đồ lượng. Cảm ơn Chu Di Đạo Hữu đã thu hạ lưu tình. Vậy mà lại là sánh vùng của áo cà sa mà cao tăng của đại lội âm tự từng mặt sao? Chứ Dược Phong Đạo Hữu lại có mất nhìn tột đấy. Mảnh vùng này chứa đựng trận ý của ánh sáng vô hạn, nghĩ chắc rằng là sự hữu ích đối với đạo huynh. Lỡ trồng như thế e rằng là xin lỗi là thật rồi. Nhưng mà không phải là vì thiếu niên đó nhỉ? Mặc dù vương triều đại tần đã bồi thường ra một món đồ, nhưng mà cô ta vẫn là muốn mượn cơ hội hàn gắn lại mối quan hệ của huyền tổng thiên môn. Tình Vân công chúa khách khí rồi, tề hạ vô cùng cảm kích. Hoan hải pháp hội lần này chính thức đã bắt đầu cuộc so tài với các đệ tử Kim Đan Kỳ. Đệ tử Kim Đan Kỳ tổng cộng là 24 người, chia làm 12 nhóm. Vòng thứ nhất thì bốc thăm 4 người, danh sách chia ra lấy cách Tiêu Tuyến, Tấn Thần, Đào Yêu Yêu, Hoác Minh, Tăng Lơ Hợp. Tiêu Tử Thúy, lần nào vào hoan hải của giới người đừng có cố dùng sức. Nếu như không thì ngươi bị sỉ nhục một đời, không rửa sạch được đâu. Cuối cùng thì nó cũng đã bào bấm ngươi cả một đời. Sao phúc duyên của tiểu tử ngươi là đến lần không cũng không lấy ra được. Tiêu Diệt à, đây đúng là vết nhơ lớn trong cuộc đời của ngươi mà. Nhưng mà kiểu thì xám xét thế này
đúng là chỗ tốt để thể hiện vườn ba khí của các người mà. Đối với người khác thì là xâm xét, nhưng đối với người đúng là vù đại. Cũng không biết là trong hai người các người ai có trình độ cao hơn. Đệ tử Kim Đan Kỳ vòng thi đầu đã kết thúc. Đệ tử Tấn Thằng có Thật Tình Vận của Hoàng Triều Đại Tần, Triều Viêm của Lưu Vàng Kiếm Tông, Đồ Cồn của Vương Triều Bắc Cung, Tứ Tiêu Đào Cô Lùi, Lý Quỳ Âm, Hoác Mình của Hoác Gia, Tống Thanh Nguyên của Thiên Trì Tông, Mộ Kết Hải, hai vị đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thiên Thạch Hạo của Chu Dịch của Huyền Hoàng Thuyền Thiên Tông và các đệ tử của Huyền Môn Thiên Tông thăng cấp rồi. Quen rồi, để ngày đầu đó họ lật ngược thuyền ở trong rãnh nước thì mới là tiền nồng hội. Vòng thi thứ hai của đệ tử Kim Đan Kỳ trận thứ nhất, Chu Dịch của Huyền Môn Thiên Tông vừa lên đã là đệ tử của Huyền Môn Thiên Tông rồi. Không biết là cái tên đen đuổi nào gặp phải hắn. Đầu với Hoác Mình của Hoác Gia, không tệ. Lần rèn luyện này đúng là đã khiến cho nó tới một bước trong pháp tam cảnh. Trận thi này là đáng xem đây. A Di Việt à, tuy mạnh nhưng mà Hoác Gia thiền về đấu sinh tử ở trong hồ Tàng Long, không cần phải tu kiếm sát chiều, ngược lại còn có lợi cho họ. Sao, thất vọng về kết quả bốc thăm hả? Công bằng mà tính thì ta đã muốn đấu với Chu Dịch, nhưng mà mãi không gặp, vậy thì không cần vội. Ta đợi hắn ở trận vi đấu vậy, kiểu gì cũng đợi được. Đương nhiên là Tiêu Đờ, là hắn phải vào được chung kết. Hoặc mình là thằng Tiến rồi. Trận đầu tiên không đơn giản như vậy, có phải là người đã biết chuyện gì không? Thế như ta biết thì sát một thần thông đỉnh cao nhất của Hắc Già chính là Tù Già Diệt Thế Đào, mà chém chết gì thế tuyệt hết. Các sinh linh, gia tộc của Hắc Già phàm là con em cùng với dòng máu Linh Trúc Cờ thành công đều có thể tu luyện Diệt Thế Đào. Nhưng mà có thể luyện môn pháp này tới mức nào thì phải trông vào sự lĩnh hội và thiền phú. Tù là gì thế môn của mấy đường đào huyết và cảnh giới không liên quan, là để khảo nghiệm ngộ tính của một người. Một đường đào huyết trong đó lại vô cùng hung ác, trong tay của em có gia tộc Hoác Gia chém giết đến nghiện thì cũng là sự tồn tại cấm kỵ. Tu sĩ kiềm đàn của Hoác Gia vốn dĩ là có thể có một vị Hoác lão đại thần ở trong thấy đầu, lại không thấy đuổi kia tu thành đào huyết đó. Nhưng mà giờ xem ra ý của ngươi là Hoác Minh cũng thành công rồi, ta cũng không dám chắc, nhưng với trạng thái hiện giờ của Hoác Minh thì rất giống với lão đại ba năm trước. Nói như vậy thì bây giờ ta có hứng thú với trận đấu thật rồi. Sư phụ à, sao con cứ thấy có gì đó sai sai? Hắn đang tích tụ cảm xúc của mình. Trước đây người đã đột phá và gặp phải điểm tắc ở trong khi tu luyện, nhưng mà đối với Tiểu Dịch thì hắn chỉ có một lần cơ hội. Có thể nắm được cơ hội này thì có lẽ cục thế này sẽ xuất hiện một vài phần biến đổi. Sớm nghe nói Hắc Già Tù là Diệp Thế Đào có mấy đời xa chiều, quý thần khó tránh. Nếu như vì sự đó không sai thì người này đang muốn thi triển chiêu đầu tiên. Dù sao thì hắn cũng vừa mới đột phá căn cơ không vững, muốn thi triển thần thông đến trước đây thì chưa từng tu luyện, bắt buộc phải tích tụ cảm xúc, tích lũy sát ý, đưa trạng thái của bản thân lên đỉnh điểm đẹp nhất, thậm chí là tiến đến một bước đỉnh cao thì mới có hy vọng thành công. Chiêu này chính là chiêu trước đây sư phụ nói hắn chỉ có một cơ hội một lần, không sai. Vậy nhị sư huynh, làm thế nào mà nhân lúc hắn vừa qua xong liền tập kích à? Vẫn là nên đợi sát chiều của hắn ra thi thua đáng hơn, sau đó thì mới tập kích hắn. Nhị sư huynh sẽ làm như thế nào đây? Nhị sư huynh không ngốc, rút lui, lấy lễ nhường bộ. Những chuyện như vậy thì từ đó không phải là phong cách của hắn. Trong Tàng Long Hổ, từ đầu tiên gặp gỡ ở Vũ Châu Thành thì chúng ta đã định trước là có một trận chiến rồi. Đáng tiếc là ở trong thành Tàng Long Hồ, nếu như không thì hôm nay ta nhất định sẽ chấm đầu ngươi rồi. Bớt phí lời đi. Thấy quấy, kiếm đạo, giết. Thấy là từ nhỏ tới lớn, thuận lợi là sự giàu thoa trời đất, mà vạn vật cũng liên kết giàu thoa trên dưới mà chung chí hướng về nó. Tu la gì thế đạo? Quả thật là đã có chút khác rồi. Đại tráng kiếm đạo, xét từ trên trời quỷ đại tráng, sấm sét chấn động trên bầu trời. Tiềm năng của nó mạnh mẽ, uy lực thì vô biên. Xét trên trời,
xét đi khắp thiên hạ, vực và vô vọng. Vô vọng quái kiếm đạo, vô vọng lúc tiền vườn vô màu đuổi, sinh ra vạn vật. Huyền Môn Thiền Tông quá thực lực còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng. Nhưng mà nội tình của Hắc Gia ta không phải là cái đám mới thành lập tông môn như các người có thể so được đâu. Tù là gì thế đạo? Đúng là danh bất hư truyền. Đại kịch giới hoàng ám mãn đồ là chư thiên. Cảm giác này, mục tiêu này biến mất rồi sao? Hình như là hắn đã biến mất trong hư không rồi. Một đạo trực đó của hắn chỉ là hư chiều, chứ để dù ta phóng ra đại kịch giới thú gì đấy. Vậy mà đó ta xem tiếp theo ngươi sẽ làm như thế nào. Thì chiếc của ta thật thụ khó tránh khỏi đến mức nhụy khí. Hắn là đang chờ thẹn quá hóa giận, phạm phải sai lầm để lộ ra sơ hở. Thường đời hạ ly, thật trung hậu hỏa cánh. Hoàng ám mạnh đủ là trừ thiền. Đại kết giới kia là chủ dịch đã mất hiệu lực rồi. Mà hất mình tiến bộ nhiều đấy chứ. Phát hiện mình bị lừa cho nên thẹn quá hóa giận hay sao? Tâm thái như vậy sao có thể là độc đưa tấn thử bên trong hồ tàng lòng. Tất cả những việc từ đó đều là vì thời khắc này. Tu La Tràng, đây là đạo sát chiều Tu La Diệt Thế Tu La Tràng. Mà gia tộc Hoắc thị vậy mà lại có một tu sĩ kiềm đàn truyền kỳ luyện thành Tu La Tràng. Tu La Tràng đã lâu không nhìn thấy rồi. Không ngờ Hoắc gia lại có tu sĩ kiếm đan kỳ có thể luyện thành cái chiêu này. Tại vì cảm ơn người, nhờ sự trợ giúp 5 lần 7 lượt của người, ta mới có thể liên tục đột phá bình cảnh, cuối cùng tu thành một thức Tu La Tràng đạo quyết này. Tên là quá đáng tiếc, nhưng bây giờ đang ở trong hồ tàng lòng, không thể giết được thay lời cảm ơn. Nhưng mà người không còn lo lắng, ngày sau chắc chắn sẽ có cơ hội này. Sư phụ à, đây là thứ mà ngài nói, cơ hội của HU á. Lỡ cơ hội gì nhớ của hắn còn sai. Nhưng mà bây giờ xem ra nhị sư huynh của các người chỉ còn cho hắn cơ hội này rồi. Ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc khi giờ đang ở trong hồ tàng lòng. Ta cũng cảm thấy sau này nhất định sẽ có cơ hội. Tiền đề là hôm nay sau khi ra khỏi hồ tàng lòng, ngươi đừng có thấy ta thì trốn mất. Ám cực sinh quang, lớn cực phản chuyển. Chỉ ta thua rồi. Sau khi về gia tộc, tự mình đi tìm người mà người vẫn không muốn gặp ở tương mệnh. Không phải không tiếp sức cho người, mà thực ra đối thủ của người không phải người. Hiện giờ nghĩ lại ta mới là trò cười nhỉ. Hiền Môn Thiền Tông thực sự thần kỳ như vậy sao? Tiêu Dịch làm không tội, lấy ngộ đạo pháp đã tới tầng cao hơn rồi. Tôn theo lời sư phụ dạy dỗ, đệ tử sẽ dụng tâm lĩnh ngộ. Đi lần lượt quan sát bình minh và hồn hồn mặt trời mọc lặn thì sẽ có thể giúp để cho người trong việc lĩnh ngộ đạo lý. Vâng sư phụ. Nhị sư huynh, khi Tu La Tràng và Hắc Minh diễn ra thì ta vẫn còn tưởng là người sắp xong rồi. Thầy nhóc lời biến, trong mắt người ta bất kỳ lúc nào cũng gặp nguy cả. Trường này ta đã thua rồi. Thật ra thì ta thắng hay không thì cũng không sao, nhưng chỉ sợ sư tôn có ý kiến. Nói đi, tông môn cũng đã hy vọng người mạnh mẽ đi khắp tứ tượng. Sao người còn nhận thua vậy? Lần pháp hội này cường giả nhiều mây, tin ta đi, người khách tuyệt đối không hy vọng gặp đối thủ là người đâu. Ngoài trừ thần hồn mật thuật của Bắc Nhung thì trên người nhá đầu này lại có thể nhìn tấu thấy nhiều điều thần bí hơn. Sư phụ, đó là thần hồn của tàng là sao? Nhưng mà thần hồn cũng phải là tu vi càng cao thì càng rõ ư? Đây là điểm kỳ diệu của Bắc Nhung vườn định thần hồn bạo phát, nhớ quan sát. Thần hồn chi thuật của tàng là hợp đạo hữu, quả nhiên là sâu đến mật truyền của Bắc Nhung vườn định. Để cho tinh vần công chúa nhìn thấy tật cười rồi. Vẫn mà chị giấu. Hả? Tức đột lục cảm. Hơn nữa còn có thể khiến cho ta không động này được. Nhị sư huynh, ta có thể nhìn thấy ở trong thân hình mơ hồ của tàng là hợp nhĩ ra một cái bóng đèn.
Người nhìn ra được bao nhiêu? Nhiều hơn người khá nhiều. Có thể nhìn thấy bóng đèn, đó chính là đại hán. Đó là ma hát lào chi thuật ở trong mật truyền thần hồn đạo thuật của Bắc Nhung Vương Đình. Ta có thể trấn áp thần hồn của người khác, ngăn cách mục tiêu thần hồn, quay về liên hệ với gia thịt, mà khiến cho thần hồn của đối thủ bị giam giữ trong pháp thuật của mình, chiếm được lục cảm của đối thủ. Thần hồn chi thuật của Bắc Nhung Vương Đình cũng quá khó rụt đề phòng được không? Thật tin vận đó vẫn nên xử lý như thế nào? Ta nói mà, thần hồn mà ta nhìn thấy quả ta, ta cảm thấy còn ổn lắm. Nhà đầu này lại luyện long hồn của một, còn thấy cổ thiền lồng vào thần hồn của mình. Càng người đúng là nỡ bỏ ra số tiền này. Ta thấy đến quý quốc là tông phái tử cũng chưa từng có đại ngộ như thế này đã nhỉ. Đại tần ta thì cũng chỉ có cơ hội này. Cơ hội tiên vấn này là huyền quân trưởng nàng như trên nàng đấy. Ta thua rồi. Thế nào? Đúng là ngộ hổ tàng lồng. Lại là thông tin của Tiêu Diêm Tử. Không ngờ Tiêu Diêm Tử này lại chủ động tìm ta báo tin. Bắt đầu nói chuyện đi. Sư phụ à, ta để chân hỏa trời ù mình tà hoàng, thấy dường chân hỏa, đồng dường chân hỏa ra, thì mấy cái lỗi khác như thế nào? Sao ạ? Con đã gặp phải cái lỗi nào đó không mà yếu hơn U Minh Tà Hoàng và Thái Dương Chân Hỏa ư? Ừ, đúng vậy. Cái lỗi lửa đó màu sắc vốn có thì cũng là màu vàng kim như là Thái Dương Chân Hỏa. Bờ mặt lửa thì còn có màu xanh. Vàng kim, lửa màu, hóa ra là thế. Gia tộc mà tiểu thế tự đó của người xuất thần, không ngờ lại là tu luyện không chỉ Nam Minh Ly Hỏa của Thất Đại Chân Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa vào sắc vốn là màu vàng kim và ánh lên màu xanh, trông thì không lớn nhưng mà hoàn hợ hóa lực ngưng tụ tập trung, thực ra là hóa lệ, hóa lực sở hữu sức tàn phá cực mạnh, lại có thể trực tiếp thi đấu không gian. Ôi quá nhiên là vậy mà, xem chút nữa thì ta đã làm ta phải chịu thiệt không rồi. Trong Thất Đại Chân Hỏa thì Nam Minh Linh Hỏa thích hợp luyện khí và chân hỏa của luyện đài nhất, mà ngươi thì đối với Nam Minh Ly Hỏa lời cơn phó tốt nhất là U Minh Tà Hoàng. Người và lão trượng đồng thủ à? À, một lời khỏi nói hết. Sức mạnh của U Minh Tà Hoàng mạnh quá, đệ tử không muốn đả thường người của chân nhi. Vì sự hiểu tâm ý của người, nhưng mà suy nghĩ kỹ xem, cho lão trượng đó có chút gì vào một chút thì có lẽ sẽ ảnh hưởng tới quyết sách của chúng trong một mức độ nào đấy. À, sư phụ nói đúng, đệ tử hiểu rồi. À đúng rồi, gặp thứ tử của người chùa. À vẫn chùa. Ừ, kết mạng thì vẫn chưa thành công. Tiêu Viêm chỉ tiếp tục cố gắng. Kết thúc nói chuyện. Cục thế có xu hướng biến đổi dần dần, nhưng nếu như có thể phòng ngừa chủ đáo thì vẫn tốt hơn. Chỉ là rốt cuộc làm như thế nào đây? À tới rồi. 18 vào 6 là thế cục mong chờ nhất. Hai bên đệ tử của Nhật Nguyệt Kim Tông đã thi xong rồi. Không ngờ đã tới chúng rồi. Bấn hỏa nhị trọng thần. Không sai, chính là bấn hỏa nhị trọng thần. Không phải là Bất Nhung tu sĩ người trước này đều có cơ thể cường hãn hay sao? Vậy thì cô đơn đồ con tránh ra đi. Cái tên Tống Khánh Nguyên này chắc chắn là trên người còn có bí mật. Chắc chắn rồi. Theo như lý mà nói thì cơ thể của Tống Thanh Nguyên không thể nào chịu nổi bằng nguyên hỏa lực lớn như vậy. Chắc chắn hắn là đang còn cố giấu thu đoạn khác để giúp cho pháp thuật. Nếu không thì hắn đã bị trở thành trò thì cũng đóng thành tượng băng. Nếu như người đã muốn lấy cái yếu của mình để đánh cái mạnh của ta, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Sư phụ à, vừa mới bắt đầu là do Tống Khánh Nguyên cố ý. Không sai, mọi thứ mà Tống Khánh Nguyên làm đều chỉ vì là một cú này đỡ làm đồng bẫy. Người này thâm tàng bất lộ, còn bài khác ta chưa tung ra, còn có cái địch nặng ký của các người. Vòm xoáy băng hỏa đó là sao? Pháp thuật này tên là băng hỏa dựng thần, là pháp thuật tự sáng tạo của đệ tử hư đốn đó của ta. Tự sáng tạo ư? Cuối cùng thì họ cũng đã đến xong rồi, tới lượt ta rồi. Trận tiếp theo của Hiền Môn Thiền Tông Thạch Thiền Hạo đối chiến với Thiên Trì Tông Mộ Cái Hải.
À, sư phụ ta đi đây. Chờ chuyện với người chẳng có thú vị gì cả. Không thì chúng ta có cái thứ gì đó đi. Không thì chán lắm. Giờ cười của ta là thế này, người có dám cười không? Đây là chú Diễm Bằng Hòa, có thể điều hòa thủy hỏa pháp lực. Chỉ cần hai chúng ai sức mạnh ngang bằng thì luyện hóa hoa này đều có thể điều hòa. Được, vậy thì quyết định như vậy đi. Cứ với người. Đệ tử ở trong tầng môn đều có tâm trạng thoải mái như vậy sao? Tầm chủ, tao à, có muốn cược với bản tòa là không? À không gấp, để bản tòa trả hết số nợ trước rồi cược vậy. Quá kỳ lạ. Thắng được một trận có khi đối phương còn muốn cược tiếp, mà thua lại nguyện ý cược lại như lúc trước. Vì nếu như mình cược rồi, thắng rồi thì trả hết toàn bộ nợ vậy. À không sao, bốn tòa thì lúc nào cũng được. Tần Long Hoàng Hổ có lẽ có thể ép ra thực lực thật sự của đối phương nhỉ? Đệ tử Quý Hiền Môn Thiền Tông uy phong một phen rồi, là vì chúng chưa gặp phải đại sư huynh người thôi. Giờ nói còn hơi sớm, thật tình vận của đại tần không dễ đối phó đâu. Với cả thời tiên hạo của tỷ tuấn thần không rõ mạnh yếu nữa. Người này tuy mạnh nhưng đã nộp ác chiêu bài ra, không đáng để sợ. Nếu như hắn và ta bị trúng, rút trúng nhau, vậy thì truyền thuyết Thiền Môn Thiền Tông đông ca giới, bắt đầu pháp rất bất bại, thì chắc chắn sẽ kết thúc với tỷ ta. Giờ thì để ta xem thực lực của kẻ truyền nhân Huyền Môn Thiền Tông nào. Người này một tay bằng viêm thần thông, thao tác gần như là xuất thần nhập hóa, nhưng mà không làm khó được ta. Sư phụ à, sư địa hắn đây là không cần lo. Tiên hậu hắn trong lòng người tính toán. À đệ tử hiểu rồi. Tiểu sư địa hắn đây là Tần Long Hồ Ngoại Huyền Môn Thiền Tông đệ tử, lần này bại rồi sao? Không ngờ được Thiên Trị Tông lại mạnh tới như vậy. Giờ kết luận còn hơi sớm đấy. Quá thật mà, giờ thì còn hơi sớm, bởi vì một cơ hải căn bản vốn không định phần thua trong một chiêu này. Tần Long Hồ Ngoại, tên nhóc này nguy rồi. 263 tập mới nhất.